theo ánh sáng ấy khắp thiên đàng, sống với đam mê rực rỡ. Để mà nói về Quỳ Choi thì ngày hôm nay thì Tú sẽ spoil cho mọi người thấy được là rất hoành tráng, từ biên đạo hình ảnh đến xếp đạo cụ đến ánh sáng, và cái điều quan trọng hơn nữa Tú nhìn thấy được đó chính là âm thanh. Âm thanh năm nay rất hay. Tú là người hát mà mic bắt rồi âm thanh vang nó rộng và nó được tỏa ra ấy. Và Tú đang rất là mong chờ vào ngày mai tại sân khấu We Choice với một bản mashup cực kỳ thú vị của anh Tú, Văn Mai Hương, Hoàng Dũng và bé Lâm Bảo Ngọc. Trời ơi, đang chờ rất nôn luôn. Dĩ nhiên là mình vui rồi, bởi vì khi mà tham gia The Masked Singer thì thực sự mình cũng không thể nghĩ là bài hát Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng có thể viral như thế. Và mình đã mang Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng đến gần với khán giả hơn. Dĩ nhiên mình thừa hiểu được là cái người đầu tiên hát đó chính là bạn Thành Đạt. Nhưng mà cái người mà may mắn lại là mình. Mình được đề cử trong top 10 ca khúc của năm. Thì đấy là một may mắn của mình thôi. Và mình rất là cảm ơn cả anh Đông Thiên Đức hay Thành Đạt hay tất cả những nghệ sĩ khác đã là những cái ngọn nến để thắp lên một cái bài hát rất hay, đó chính là Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Và mình rất là mong rằng Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng cũng sẽ thắng một giải nào đó tại We Choice Awards ngày hôm nay. Đối với Hoàng Hà thì Hà đã biết tới We Choice Awards từ một vài năm trước. Và ngay từ năm đầu tiên mà Hà biết tới là Hà đã rất ấn tượng với We Choice. Hà nhớ là đấy là năm mà có chú Quốc Tuấn và em Boom. Hà rất là thích hai bố con họ. Và Hà cảm thấy đây là một giải thưởng được tổ chức rất là chuyên nghiệp, tính nghệ thuật cao và rất truyền cảm hứng. Nên là Hà luôn cảm thấy muốn góp mặt hoặc là muốn được chứng kiến lễ trao giải. Thì năm nay Hà đã trở thành khách mời và bên cạnh đó thì Hà cũng có đến 3 đề cử ở trong các hạng mục của giải thưởng. Thì trong đó thì có một hạng mục là Rising Star, là nghệ sĩ triển vọng. Hà nghĩ rằng chiến thắng nó không quá quan trọng hay không quá ganh đua ở trong hạng mục này. Thì Hà nghĩ là tất cả mọi người đều rất là có tài ở trong lĩnh vực của họ. Và mình cảm thấy rất là vinh dự và yêu mến mọi người khi ở trong cùng một hạng mục giải thưởng với mọi người. Thực ra nó rất là phù hợp với các bạn trẻ bây giờ. Dám đam mê và dám rực rỡ. Đam mê thôi chưa đủ, đam mê phải rực rỡ lên. Nên là Ngọc thấy là cái chủ đề của năm nay rất phù hợp với các bạn. Và nó cũng là một cái động lực cho Ngọc để Ngọc có những cái dám trong năm 2024. Ngọc nghĩ rằng là mình vẫn còn khá là nhiều cái khía cạnh mà mình vẫn còn ngại để có thể bày tỏ với mọi người. Và Ngọc hy vọng rằng là với cái dám rực rỡ này thì năm 2024 sẽ có một Lâm Bảo Ngọc rực rỡ hơn, gần gũi hơn với quý vị khán giả, và sẽ có những cái bước đột phá, và biết đâu một cái sự cố gắng, nỗ lực trong năm 2024 sẽ giúp Ngọc nhận được một đề cử nào đó trong We Choice Awards năm 2024. Chiều ánh sáng ấy khắp thiên đàng, sống với đam mê rực rỡ.